có quá nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc nên mình sẽ tổng hợp ra như này. Các bạn cách để có thể lắp ráp một cái kệ laptop bằng gỗ này thì chúng ta sẽ có lắp ráp được nhé. Chúng ta sẽ có hai cách để có thể sử dụng, nhất là dựng đứng cái kệ laptop lên để có thể gấp cái laptop lại và đặt lên trên đó để có thể tiết kiệm diện tích và chỉ có thể dùng khi mà export cái màn hình ra màn hình khác để cho to hơn. Thứ hai là mình dùng như bình thường và để kệ để có thể là làm cho cái laptop mình có hướng cao hơn so với mắt. Đó. Lần này chúng ta nhìn thấy có hai cái lỗ thì cắm cái gậy vào. Đó. Để ý làm sao mà làm cho nó vừa khít là được. Một bên của mình mua một bên hơi lỏng, một bên hơi chặt. Thì các bạn để ý cẩn thận, lắp một cách bình tĩnh. Đó. Nó sẽ có một cái như kiểu là cái chấu dựng lên cho cái laptop để đỡ được cái laptop này không bị tuột ra. Kể cả khi mà bà không có cái cao su rắn gắn vào cái laptop. Đó. Vậy là đã xong rồi, mình đặt thử cái laptop này. Laptop mình 14 inch, Asus VivoBook. Để đặt nó vừa ấy.